Lúc 13 giờ ngày 31 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC đã bổ sung thêm điểm phong tỏa cách ly, giám sát mới phòng dịch COVID-19 vì liên quan các ca nhiễm bệnh. Theo đó, TP.HCM sẽ có thêm 5 điểm phong tỏa mà những người liên quan phải cách ly tập trung, gồm tầng 6 tòa nhà Concentric, công viên phần mềm Quang Trung quận 12, nhà thờ Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, Nguyễn Văn Công quận Gò Vấp, tòa nhà 1 Hoàng Việt quận Bình Tân. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giải pháp tầm nhìn IDS số 67 đường T4A, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Khu bếp và tầng 4 công ty Pepsi, khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Cũng theo nội dung cập nhật từ HCDC trưa 31 tháng 5, các điểm giám sát mới được bổ sung tại TP.HCM gồm hẻm 57/55 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, cà phê Trung Nguyên Legend số 104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, công ty Piano số 302 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, khách sạn Sheraton Sài Gòn số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Cho đến thời điểm hiện tại, TP.HCM hiện có 49 điểm phong tỏa mà những người liên quan được cách ly tại nhà hoặc giám sát tại nhà. Báo Tiny sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.